Tên giáo sứ Vũng Phan Vào lúc 9h30 thứ Bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018, tại Thánh đường giáo sứ Vũng Phan đã diễn ra cách long trọng thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của cha cố phê Rô Lưu Đức Tân nguyên chánh sứ Vũng Phan. Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ tế thánh lễ. Đồng tế trong thánh lễ có đức cha phê Rô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Đức ông Đa Minh Đỗ Văn Đĩnh, Cha Simon Nguyễn Văn Thu, Tổng đại diện giáo phận, Cha Phêrô Tạ Văn Đức, quản hạt Lạc An, cùng với quý cha bề trên, quý cha trong và ngoài giáo hạt Lạc An. Hiệp dân thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý hội đồng mục vụ của các giáo sứ trong giáo phận và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo sứ. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse có lời chào và chia sẻ Hôm nay, với bầu khí hiệp thông trong tình thương mến và biết ơn, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa với cha cố Phêrô Lưu Đức Tân nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài được tràn đầy ân sủng của Chúa để Ngài có sức khỏe, bình an và niềm vui trong đời sống linh mục. Để rồi cuộc đời của Ngài trở nên lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa Trong phần diễn giảng lời Chúa Đức cha Giuseppe chia sẻ: Hôm nay trong bầu khí tạ ơn này, chúng ta được mời gọi suy nghĩ để cùng chia sẻ niềm vui lớn lao mà Cha cố Ferro đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và muốn chúng ta hiệp thông với Ngài trong tâm tình tạ ơn. Trong 50 năm linh mục, Cha cố đã cảm thấu được tình thương của Chúa dành cho mình như thế nào, chúng ta cũng được mời gọi cùng với Cha cố Ferro tạ ơn Thiên Chúa. Đồng thời cũng biết tạ ơn Thiên Chúa cách xứng hợp để ơn của Chúa không trở nên vô ích cho chúng ta nhưng trái lại có thể giúp chúng ta ngày càng tin tưởng yêu mến Chúa hơn nữa sau lời nguyện hiệp lễ ông Gioan Bautista Trần Văn Hưng đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ có đôi lời cảm ơn đến quý đức cha đức ông cha cố Phêrô quý cha quý tu sĩ nam nữ quý chính quyền cùng toàn thể quý vị hiện diện trong thánh lễ và giáo sứ cũng có những lãng hoa dâng lên quý đức cha cha cố phê rô đức ông và cha tổng đại diện tiếp đó cha du nguyễn văn thân chánh sứ giáo sứ minh thạnh thay lời cho quý cha và mọi thành viên trong gia đình linh tông nói lời chúc mừng cha cố phê rô đại diện các giáo sứ thân thuộc quý ban ngành trong giáo sứ quý chính quyền cũng gửi đến cha cố Phêrô lời chúc mừng. Sau đó, đức cha Phêrô cũng có đôi lời chúc mừng và ngài cũng kể lại chút kỷ niệm ngày xưa giữa ngài và cha cố Phêrô. Cuối thánh lễ, đức cha Giuse ban phép lành cho tất cả mọi người tham dự. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, quý đức cha, đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người tiến ra ngoài khu viên giáo sứ dùng bữa tiệc thân mật chung cho niềm vui cùng cha cố Phêrô, cùng giáo sứ và ra về trong hân hoan.